Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Viện Cấy chỉ Hải Thượng Đàn Ông sẽ tiến hành cấy chỉ chữa bệnh thoái hóa cột sống cho bệnh nhân Dương Văn Nhung. Thưa quý vị và các bạn, thoái hóa cột sống là căn bệnh mãn tính liên quan chặt chẽ tới quá trình lão hóa xương do phải chịu nhiều tải trọng xảy ra liên tục. Bệnh thoái hóa cột sống bản chất là những biến đổi hình thái gồm các biến đổi thoái hóa ở đĩa đệm, thân đốt sống và các mỏm gai sau. Thoái hóa đốt sống không ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh nhưng lại tác động xấu đến chất lượng cuộc sống của họ, gây biến chứng nguy hiểm như rối loạn cảm giác tứ chi, gây đau tim đột ngột, rối loạn tiền đình, rối loạn thần kinh thực vật, khu cổ, bại liệt một hay hai tay. Trong trường hợp bị thoái hóa cột sống nặng, bệnh nhân có thể đại tiểu tiện không tự chủ, biến dạng cột sống, thoát vị đĩa đệm, gù vẹo cột sống, teo cơ, mất khả năng vận động tự chủ. Người mắc thoái hóa cột sống thường bị cứng cột sống cổ hoặc lưng vào buổi sáng. Cơn đau do thoái hóa cột sống thường âm ỉ, đau tăng khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi. Khi thoái hóa cột sống ở giai đoạn nặng, triệu chứng đau trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ngoài ra, người bệnh cũng có cảm thấy tiếng lục cục khi xoay cổ, cúi lưng, vươn người. Thoái hóa cột sống thường không gây tê bì cho đến khi rễ thần kinh bị ảnh hưởng bởi thoát vị đĩa đệm hoặc hẹp lỗ tiếp hợp. Đây là biểu hiện chứng tỏ bệnh đã trở nặng, thậm chí có thể gây biến dạng cột sống. Ở bệnh nhân thoái hóa không có hiện tượng sút cân, thiếu máu hay sốt toàn thân. Để phòng ngừa thoái hóa cột sống, bệnh nhân cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi và chế độ tập luyện. Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng khẳng định phương pháp cấy chỉ của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Đàn Ông là phương pháp chữa bệnh xương khớp mang lại hiệu quả cao, đồng thời tiết kiệm được chi phí và thời gian cho người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.